Chương 197 Thân thể. Bước đầu tiên ta phải làm thế nào? Nhiếp Ly hỏi. Bước đầu tiên là tăng cường thân thể. Bên trong hắc tuyền này ẩn chứa một bộ phận thần cách chi lực của ta. Ta sẽ mở kết giới ra, ngươi tiến vào bên trong hắc tuyền ngâm mình một chút, rèn luyện thân thể. Nếu không, một khi bắt đầu cảm ứng pháp tắc chi lực, nếu thân thể không đủ mạnh, pháp tắc chi lực sẽ làm cho nhục thể của ngươi bạo liệt. Vũ Diễm nói ra. Nhưng mà trong lúc bất chợt, nàng lại không khỏi thất vọng bật cười. Nhiếp Ly chỉ có thể lơi lải một thoáng thời gian ngắn như vậy, có thể cảm ứng được một pháp tắc chi lực một chút hay không cũng là không còn vấn đề. Nàng vẫn lo lắng Nhiếp Ly sẽ bị pháp tắc chi lực làm lộ tung. Chẳng qua lo lắng hơi quá. Bất quá quá trình này vẫn cần phải nói. Pháp tắc chi lực trong hắc tuyền quá mạnh mẽ, hơi ngâm một chút đoán chừng sẽ làm cảm thấy làn da giống như là thiêu cháy thống khổ. Nếu như thật sự nhịn không được thì hãy ra khỏi hắc tuyền. Ân, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu chuẩn bị nhảy xuống hồ. Ngươi cởi quần áo đã. Vũ Diễm bình tĩnh. Nhiếp Ly lập tức lúng túng. Hắn chưa từng cởi y phục trước mặt nữ nhân khác ngoài Diệp Tử Vân. Hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Diễm hỏi. Nữ thần tỷ tỷ, ngươi không nhìn lén ta chứ? Nghe được Nhiếp Ly nói, lông mày Vũ Diễm nhướng lên. Cái đầu của Nhiếp Ly được chui rèn như thế nào? Nàng là nữ thần, tốt xấu cũng sống mấy chục vạn năm, sẽ nhìn lén một tiểu thí hài như Nhiếp Ly sao? Coi như là nhìn thì đã sao? Làm cái gì chưa thấy qua? Nếu làm muốn nhìn, coi như Nhiếp Ly có mặc y phục cũng chẳng hữu dụng. Ta không nhìn là được, Vũ Diễm nhàn nhạt nói. Tuy Vũ Diễm vẫn giữ cái tính cách của nhân loại, nhưng trước sự tình này là cũng không khỏi nổi lên một chút dao động hỉ nộ. Nhiếp Ly lúc này mới nhớ chính mình vẫn là một thân thể hài tử. Suy nghĩ một chút, thuần thục cởi quần áo nhảy vào trong hồ nước. Bên trong hắc tuyền ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Loại lực lượng này càng thuần túy hơn so với linh hồn lực. Rất nhanh Nhiếp Ly cảm thấy phía trên làn da truyền đến một cảm giác nóng rực. Nhiếp Ly lập tức vận chuyển linh hồn hải hấp thu cỗ lực lượng này. Oanh oanh oanh, linh hồn hải không ngừng thu lạp cỗ lực lượng. Theo Nhiếp Ly vận chuyển linh hồn hải, cảm giác nóng rực bên làn da lập tức giảm đi rất nhiều. Hấp thu cỗ lực lượng này, một bộ phận ẩn chứa tiến vào sâu trong linh hồn hải, cuối cùng biến không thấy mất. Linh hồn hải của Nhiếp Ly giống như là một cái hắc động sâu không thấy đáy. Hấp thu được lực lượng lớn như vậy đi vào mà không nổi lên một tia gợn sóng. Mặt khác, một phần lực lượng không ngừng rèn luyện thân thể của Nhiếp Ly, đem cơ bắp Nhiếp Ly ôn dưỡng cường tráng. Thời gian rất nhanh mà qua, Nhiếp Ly dần cảm nhận được tiến vào trạng thái phong ngã. Bên trong hắc tuyền này tu luyện tuyệt đối là bảo địa. Nhiếp Ly có cảm giác được thân thể tăng cường. Vũ Diễm cúi đầu nhìn Nhiếp Ly. Nàng là thần linh sinh sống vài vạn năm, tuy rằng thần cách đã lứt vỡ, vẫn còn trong quá trình đoàn tụ, nhưng mà nhãn lực của nàng bình thường. Nàng chỉ cần nhìn một cái có thể hiểu rõ rất nhiều thứ, thậm chí có thể nhìn rõ trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Nhưng nàng lại không cách nào xem thấu được Nhiếp Ly. Cho nên một khắc này, nhìn thấy Nhiếp Ly, Vũ Diễm chắc chắn Nhiếp Ly là do thời không yêu linh thần an bài tiến vào nơi đây. Thoáng qua những thi thể bên cạnh hắc tuyển kia, Vũ Diễm thở dài một tiếng. Những tùy tùng này là hộ tống của thần cách còn sót lại mình tới đây. Qua vô tận thuế nguyệt buồn chán, Nhiếp Ly là nhân loại duy nhất mà nàng thấy sau vài vạn năm. 5 phút đồng hồ, 10 phút. Đợi thật lâu, Vũ Diễm không thấy Nhiếp Ly từ trong hắc tuyền đi ra. Theo lý thuyết, người bình thường, một phút đồng hồ kiên trì đã là cực hạn. Hắc tuyền pháp tắc cường đại, người bình thường không có cách nào thừa nhận. Là hướng về địa phương nơi Nhiếp Ly nhảy xuống nhìn, chỉ thấy hắc tuyền thấm vào bên trong Nhiếp Ly rất nhiều, nhưng vẻ mặt của hắn biểu lộ vẻ hưởng thụ, nào có một chút bộ dáng thống khổ. Đứa bé này quả là phi phàm. Trong nội tâm Vũ Diễm nghĩ thầm, Nhiếp Ly đã biểu hiện ra tư chất phi phàm. Mình phải đưa cho hắn một cơ duyên tạo hóa càng lớn mới không uổng công thời không linh thần an bài. Nhiếp Ly cảm giác được dây leo trong cơ thể nhờ vào pháp tắc chi lực tẩm bổ nhanh chóng phát triển dài hơn, mỗi lúc mọc thêm 1-2-3 lá cây, mới đến 5 lá cây thì dừng lại. Nhiếp Ly cảm giác được mỗi khi gốc cây leo đến phát triển một phần thì linh hồn hải của mình tăng thêm và dung lượng linh hồn lực cũng tăng liên tục không ngừng. Bản chất pháp tắc chi lực thật ra chính là linh hồn lực, chỉ có điều so với linh hồn lực thì nó tinh thuần hơn gấp mấy lần mà thôi. Khi pháp tắc chi lực rót vào,
linh hồn hải và linh hồn lực đều lột xác. Loại phương pháp tu luyện này so với trước kia dùng từ yên thạch hay các loại đồ vật tu luyện thì nhanh hơn rất nhiều. Tu vị Nhiếp Ly nhanh chóng tăng vọt. Nguyên bản mới bước vào hoàng kim tam tinh vững chắc tu vị, sau đó tấn cấp tứ tinh rồi phải đợi thêm nửa tháng củng cố. Nhưng hiện tại hấp thu đại lượng pháp tắc chi lực làm cho tu vị của Nhiếp Ly đã đến hoàng kim tứ tinh. Linh hồn hải không ngừng bành trướng, tiếp xúc cái giới hạn kia. Theo thời gian trôi qua, oanh một tiếng như tuấn mã thoát dây cương, linh hồn lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng tứ chi chăm mạch xung kích. Nhiếp Ly không nghĩ tới, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy đã tới hoàng kim tứ tinh. Cái pháp tắc chi lực này quả nhiên có chút môn đạo. Đến hoàng kim tứ tinh, linh hồn hải của Nhiếp Ly đột nhiên có biến rất lớn, hơn nữa gấp mấy lần, lại có rất nhiều pháp tắc chi lực tràn vào sâu trong linh hồn hải. Dây leo kia cũng điên cuồng hấp thụ pháp tắc chi lực mà sinh trưởng. Nhiếp Ly ngâm mình bên trong hắc tuyền, vừa mới bắt đầu thì pháp tắc chi lực tại hắc tuyền đã đủ cho Nhiếp Ly dùng, nhưng mà ngay sau đó pháp tắc chi lực phía trên hắc tuyền này đã không đủ dùng nữa rồi. Chứng kiến Nhiếp Ly hấp thu pháp tắc chi lực như voi uống nước, Vũ Diễm Nữ Thần khiếp sợ không thôi. Pháp tắc chi lực bên trong hắc tuyền này cực kỳ khổng lồ, Nhiếp Ly hấp thụ hết pháp tắc chi lực ở đây mà vẫn bình yên, coi như là một cái hắc kim, thậm chí là truyền kỳ cấp chỉ sợ đã lộ tung. Thế nhưng tu vị của Nhiếp Ly vẫn chỉ là hoàng kim cấp mà thôi. Mới hoàng kim cấp, hấp thu nhiều hắc pháp chi lực như thế, có một chút sự tình đều không có. Vũ Diễm Lữ Thần có một chút nghi hoặc, Nhiếp Ly hấp thụ hết pháp tắc chi lực đến cùng là đi nơi nào? Linh hồn hải của hoàng kim cấp dung lượng có hạn. Vũ Diễm Lữ Thần vẫn đang trong lòng nghi hoặc, Nhiếp Ly cảm giác pháp tắc chi lực phía trên đã quá mỏng manh, hoàn toàn không đủ dùng, thân thể dần dần chìm xuống dưới, cảm giác được pháp tắc chi lực bên trong hắc tuyền lồng đậm hơn. Nhiếp Ly tự nhiên nghiện một đường hướng càng ngày càng về sâu hắc tuyền, hấp thu rất nhiều pháp tắc chi lực, càng đi xuống sâu bên trong hắc tuyền, pháp tắc chi lực càng lồng đậm và tinh thuần. Chứng kiến Nhiếp Ly hành động như vậy, sắc mặt Vũ Diễm hơi đổi. Đừng xuống sâu nữa, ngươi mau trở về. Vũ Diễm nhìn sâu trong hắc tuyền kêu gào, tuy rằng nàng có thể cảm giác tình hình trong hắc tuyền, nhưng lại không có cách nào tiến vào hắc tuyền, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến bên trong hắc tuyền. Nhiếp Ly tiến nhập vào trạng thái vong ngã, hắn căn bản không có nghe được tiếng hô Vũ Diễm. Tuy rằng chìm vào sâu hắc tuyền, nhưng Nhiếp Ly đã phong bế lục thức, chỉ chừa một chút ánh mắt nhìn xéo bên ngoài, coi như đang chìm vào trong nước lửa ngày, hắn cũng sẽ không bị ngộp thở. Bên trong hắc tuyền, pháp chi lực càng ngày càng lồng đậm, hầu như là muốn đem thân thể Nhiếp Ly lộ tung. Nhiếp Ly thúc giục linh hồn hải, chỉ thấy dây leo tiếp tục sinh trưởng dài ra 6-7 chiếc. Lập tức linh hồn hải Nhiếp Ly lại lần nữa rỗng tuếch, chỉ có hấp thu tiếp tục pháp tắc chi lực. Vũ Diễm kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, vì cái gì có thể hấp thu nhiều như vậy mà không bị lộ tung. Nguyên nhân là ở sâu trong linh hồn hải Nhiếp Ly có một gốc cây dây leo, mặc kệ là hấp thu bao nhiêu pháp tắc chi lực cũng không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của gốc dây leo này. Nhiếp Ly dường như lâm vào một bên trong cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Bất kể là hổ nha cấu trúc hay ảnh yêu linh, ở đằng kia dây leo tẩm bổ đã lột xác, đã đến hoàng kim ngũ tinh. Nhiếp Ly chậm rãi nhận thức thực lực của hắn tăng lên làm hắn hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, phía dưới đáy đầm một đạo ánh sáng hấp dẫn chú ý của hắn. Cái kia là vật gì thế? Trong nội tâm của Nhiếp Ly tràn ngập nghi hoặc. Không phải lại cất giấu bảo vật dưới đáy à? Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly hướng ánh sáng bơi đi. Càng lúc càng tới gần, Nhiếp Ly cảm nhận được sóng khí nóng rực đập vào mắt. Lực lượng hỏa diễm thật cường đại. Bên trong một quang cầu màu đỏ thắm chói mắt, làm cho người ta gần như nhắm tịt. Bên trong giống như là có vật gì đó. Nhiếp Ly cưỡng ép mà trợn tròn mắt nhìn, dùng chi lực bảo vệ con mắt hướng nhìn lại. Lập tức Nhiếp Ly ngốc trệ. Ở đằng kia màu đỏ thắm bên một quang cầu, một làn da mỹ nữ màu trắng như hải nhi có rúc bên trong. Toàn thân nàng không có một mảnh vải. Cái kia dáng người xinh đẹp có một loại vô tận hấp dẫn. Mỹ nữ này liền lớn bên trong hải nhi bình thường. Nếu như dáng người phương diện đặc thù không quá giống nhau, nhất định bị người khác tưởng là một đứa con nít. Tuy rằng thân thể rất nhỏ, nhưng hết thảy vẫn không khỏi làm người ta dâng trào nhiệt huyết. Nam nhân bình thường nếu thấy một màn này chỉ sợ đều cầm giữ không được. Cũng may Nhiếp Ly vẫn bình tĩnh. Chứng kiến đến đây hết thảy,
Nhiếp Ly minh bạch quang cầu này là vũ diễm lữ thần đang chậm rãi ngưng tụ thần cách, mà mỹ lữ bên trong chính là thần cách thai nghén thân thể. Kiếp trước Nhiếp Ly tu luyện không phải pháp tắc chi lực mà là thiên đạo chi lực, dùng thiên đạo chi lực cưỡng ép đột phá đến thiên mệnh cảm giới, mà cái pháp tắc chi lực thần kỳ này làm Nhiếp Ly sinh ra vô cùng hứng thú. Thiên đạo chi lực có thể dùng ngoại vật cải tạo thân thể, mà thần cách này rõ ràng có thể đem pháp tắc chi lực một lần nữa tạo ra thân thể. Thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, thân thể vũ diễm lữ thần rõ ràng nhỏ như vậy. Nhiếp Ly cảm thụ được quang cầu đó thẩm thấu chứa lực lượng mênh mông, cả người dường như muốn sôi trào, nóng quá. Nhiếp Ly nhanh chóng vận chuyển linh hồn hải, dây leo bên linh hồn hải của Nhiếp Ly lại sinh trưởng ra hai lá cây mới, cảm giác mát lạnh khắp toàn thân, hắn không có chịu cái lực lượng nóng bỏng ảnh hưởng tới. May mắn có cái dây leo này có thể hấp thu pháp tắc chi lực, bằng không mà nói từ sớm đã bị lồng động pháp tắc chi lực lơi lầy làm cho lổ tung, coi như cường giả truyền kỳ cấp cũng không thể dung nạp được cuồng bạo pháp tắc chi lực như vậy. Chương 198, cảm ứng pháp tắc. Nhiếp Ly đối với thân thể của vũ diễm tràn ngập tò mò. Nếu như phân tích ra cấu tạo thân thể của vũ diễm đối với tu luyện của mình rất có lợi. Vũ diễm lữ thần sống nhiều năm như vậy, ở phương diện này chắc hẳn cũng đã thấy ra. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ nhúc nhích, liền ức chế nghi trong lòng. Lúc này phía trên hắc tuyền, vũ diễm lữ thần hơi khẽ nhíu mày một cái. Tuy rằng ý thức của làng phiêu phiêu trên đầm nước, nhưng mà chuyện xảy ra trong đầm nước làng đều có thể trông thấy. Với tư cách là hỏa chi linh thần, nàng vẫn tồn tại cao cao tại thượng, phàm nhân thậm chí không dám ngưỡng mộ làng. Nàng chưa từng gặp qua người nào không tôn trọng làng như Nhiếp Ly. Thế nhưng thần thể chưa ngưng tụ thành hình, Nhiếp Ly làm cái gì làng hoàn toàn không có cách. Chứng kiến Nhiếp Ly giơ tay lên, làng không khỏi nhíu mày một cái. Nhiếp Ly đến cùng là muốn làm cái gì? Coi như Nhiếp Ly thò tay ngắm nghía thân thể của làng, nàng cũng hoàn toàn không có lực chống cự. Nếu như người bình thường thì cho dù truyền kỳ cường giả, vũ diễm vẹn vẹn chẳng qua là một thần uy tia triển một tia cũng đủ để đem chấn Nhiếp Ly. Nhưng mà thần uy của làng không biết vì cái gì hoàn toàn không có tác dụng với Nhiếp Ly. Làng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly không ngừng dò xét thân thể làng. Cái này thần cách cấu tạo rốt cuộc là dạng gì? Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, thò tay chậm rãi chạm đến đạo quang cầu thẩm kia, dụng tâm cảm thụ biến hóa bên trong, đều muốn phân tích cấu tạo thần cách. Cái này thần thể vũ diễm cùng với nhân loại thần thể giống nhau sao? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, dùng ngón tay chỉ vào bụng sờ một cái, đầu ngón tay truyền đến một tia cảm xúc mềm mại. Cái kia da thịt bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ cùng nhân loại độc nhất vô nhị, rõ ràng cùng thân thể người bình thường hoàn toàn giống nhau. Nhiếp Ly nội tâm hiếu kỳ, thần cách thứ này đúng là kỳ diệu. Vũ diễm nữ thần đang nhắm mắt cảm thấy tình huống trong đầm nước. Lúc Nhiếp Ly chạm vào thân thể, nàng lập tức ưm một tiếng, đột mở mắt, linh hồn run nhẹ nhẹ. Vài vạn năm nàng là nữ thần, đều được các cường giả nhân tộc kính ngưỡng. Nhiếp Ly rõ ràng đụng chạm thân thể của nàng, quả thực là làm càn. Nàng không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có thể xuyên thấu được lực lượng pháp tắc bảo hộ, thò tay va chạm vào thân thể của nàng. Nếu Nhiếp Ly thực sự có ý đồ xấu, cắn nốt sạch thần cách của làng, làng liền triệt để mà xong. Thế nhưng Nhiếp Ly vẻn vẹn chỉ là một hài tử 14 tuổi, có chút hiếu kỳ cũng là bình thường. Tại thời điểm Nhiếp Ly va chạm vào thân thể của làng, nàng đột nhiên cảm giác một dòng điện thần bí mãnh liệt vọt qua toàn thân. Cỗ lực lượng này so với pháp tắc chi lực của làng còn muốn thâm sâu cường đại hơn. Vũ diễm thần nghĩ, chẳng lẽ trong cơ thể Nhiếp Ly có được cấp độ lực lượng cao hơn nàng? Trong thế giới này, cấp độ lực lượng cao hơn so với những linh thần của bọn hắn chỉ sợ chỉ có những vị kia trong truyền thuyết sáng thế chi chủ. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là hậu duệ của vị sáng thế chi chủ? Vũ diễm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nhiếp Ly không tôn trọng thần thể của làng, làng thế nào cũng có chút tức giận. Nếu không phải trên mặt Nhiếp Ly không có tỏa ra sắc hèn mọn bị ổi, mà ngưng lông mày nhắm mắt trầm tư cái gì, làng khả năng đã kìm nén không được. Nhiếp Ly nhắm mắt lại, ngón tay xen qua một bên thân thể vũ diễm, cảm thụ được cấu tạo thân thể vũ diễm, giật mình giống như minh bạch cái gì.
Khó trách bên kia biên giới không đụng phải những người tu luyện pháp tắc chi lực. Tu luyện pháp tắc chi lực tuy rằng có thể đột phá truyền kỳ đạt tới thiên mệnh cảnh giới, nhưng mà chẳng qua là sơ cấp mà thôi. Muốn đạt cấp độ cao hơn, chỉ tu luyện pháp tắc chi lực e rằng không đủ. Nhiếp Ly âm trầm suy nghĩ. Bất quá pháp tắc chi lực bên trong cũng ẩn chứa nhiều chỗ huyền ảo, nếu như kết hợp với phương pháp tu luyện thiên đạo chi lực, có lẽ sẽ có một đột phá mới, Nhiếp Ly thầm nói. Hơn nữa hiện tại có thể tu luyện pháp tắc chi lực so với linh hồn lực cao hơn một tầng, có thể cự đại mà tăng lên thực lực của bản thân. Nhưng thiên đạo chi lực mà nói, phải cưỡng ép đột phá truyền kỳ cảnh giới về sau mới có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Nhiếp Ly liền có ý tưởng. Trước đem toàn bộ linh hồn lực trong cơ thể chuyển hóa thành chi lực rồi hãy nói. Nhiếp Ly lần lướt tiến vào trọng thái văng ngã. Thấy bộ dáng Nhiếp Ly, Vũ Diễm lâm vào trầm tư, là hoàn toàn không nghĩ ra Nhiếp Ly đang suy nghĩ cái gì. Cảm thấy Nhiếp Ly là một người phi thường thần bí. Nhiếp Ly đang suy nghĩ, đột nhiên con mắt có chút sáng ngời. Không biết lúc này Vũ Diễm Lữ Thần phải gặp tạm mình thế nào. Tuy rằng xúc cảm, da thịt cùng nhân loại giống nhau, nhưng Nhiếp Ly vẫn nhạy cảm mà cảm giác được thần thể của Vũ Diễm cấu thành cùng nhân loại không hề cùng dạng đấy. Vẹn vẹn là đụng chạm phía sau lưng bóng loáng của Vũ Diễm, tiếp xúc thời gian ngắn, cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực một ít ảo nghĩa. Như vậy bằng vào kiến thức kiếp trước, Nhiếp Ly lại nghĩ đến phương pháp để cho Vũ Diễm Lữ Thần lần nữa có được thần thể, cũng có được cực đại mà tăng tốc độ ngưng tụ thần cách. Nhiếp Ly chậm rãi trồi lên mạch nước, sau đó thả người từ trong nước nhảy lên, tranh thủ thời gian mặc quần áo. Lữ Thần tỉ tỉ, mặt của ngươi sao lại đen thế kia? Nhiếp Ly mở to mắt nhìn Vũ Diễm hỏi. Không có gì, nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt vô tội của Nhiếp Ly, Vũ Diễm hít sâu một hơi, bình phục thoáng ra một chút tâm tình. Tuy làng là Lữ Thần sinh sống vài vạn năm, nhưng mà làng mỗi ngày đều không ngừng tu luyện, cảm thụ giữa thiên địa pháp tắc, tâm tư ngược lại so với người lừa ta gặp người đơn thuần hơn rất nhiều. Tuy rằng Nhiếp Ly chạm đến thân thể của làng, làng cũng không truy cứu. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, trong nội tâm có chút minh bạch, Vũ Diễm Lữ Thần đoán chừng là tại vì mình đụng chạm thân thể nên sinh ra phiền muộn. Bất quá không đụng vào thân thể của làng mà nói, Nhiếp Ly cũng không cách nào phân tích ra kết cấu của thân thể làng. Mặc dù trong lòng Nhiếp Ly không có bất kỳ một tia không tôn trọng nào, không thẹn với lương tâm. Lữ Thần tỉ tỉ, ta nghĩ đến một cái phương pháp, nó không chừng có thể giúp ngươi cải tạo thân thể, ly khai hắc tuyền, ngươi có muốn thử hay không? Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm rất chân thành nói. Một đứa bé lại có thể giúp ta cải tạo thân thể? Vũ Diễm cười cười, nghiễm nhiên tỏ ra bộ dáng không tin. Mặc dù Nhiếp Ly thực có khả năng có được huyết thống cao quý, nhưng cải tạo thân thể không phải thường nhân có thể làm được. Ta thực sự có thể, Nhiếp Ly lần nữa nghiêm túc nói ra. Đừng ở chỗ này ra chủ ý cùi, tranh thủ thời gian tu luyện, Vũ Diễm nói. Vũ Diễm không tin, Nhiếp Ly bất đắc dĩ vẫn chỉ có thể sau này làm Vũ Diễm tin tưởng một chút. Nhục thể của ngươi cường độ bởi vì ngâm thời gian dài, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, thậm chí có khả năng 3 tháng rèn luyện thân thể đạt tới truyền kỳ, so với tưởng tượng của ta nhanh hơn một điểm. Đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian cảm ứng pháp tắc chi lực đi, Vũ Diễm suy nghĩ một chút nói. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng Nhiếp Ly nếu có thể cảm ứng được pháp tắc chi lực dù là một chút, vậy sau này phương hướng tu luyện trong 100 năm không chừng đột phá được truyền kỳ, nắm giữ pháp tắc. Ân, được rồi, làm sao có thể cảm ứng pháp tắc chi lực? Nhiếp Ly dò hỏi. Mặc dù đối pháp tắc ảo nghĩa cũng đã nghe ngóng một chút, nhưng mà tu luyện pháp tắc chi lực hắn vẫn mù mịt. Ta không biết người phù hợp đối với loại pháp tắc chi lực nào, người trước tiên cảm ứng một loại pháp tắc quang minh chi lực. Vũ Diễm suy nghĩ một chút. Quang minh là một loại tồn tại gần với hỗn độn chi lực, so với hắc ám thì mạnh hơn một chút, cũng dễ thích ứng. Tốt, Nhiếp Ly gật đầu nói, ngồi trên tảng đá vọng bất nấm nước, nhắm mắt lại. Có ta dẫn đạo, quá trình người cảm ứng pháp tắc chi lực có thể so với thường nhân nhanh hơn rất nhiều. Người bây giờ phải học cách. Không nghĩ gì, Vũ Diễm kiên nhẫn dạy bảo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhắm mắt chậm rãi không nghĩ gì. Pháp tắc chi lực tồn tại trong thiên địa vạn vật, bọn chúng là một loại tồn tại huyền ảo, phải dụng tâm cảm thụ. Hiện tại ngươi hãy tưởng tượng chính mình ở trong một mảnh bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón, hết thảy đều yên tĩnh. Ở đằng kia, bóng tối vô tận có một chút quang điểm, nó cho người cảm thấy một tia ấm áp. Vũ Diễm thanh âm bằng phẳng giống như một dạng hát ru con. Nhiếp Ly dựa theo Vũ Diễm chỉ đạo,
Hắn tưởng tượng thấy mình đang trong một mảnh bóng tối, tâm thần hướng về trước, ngóng tưởng tượng thật có một tia bạch quang. Cảm ứng pháp tắc chi lực chỉ là một quá trình phi thường khó khăn, muốn dùng thời gian mấy chục năm để nội tâm của mình hòa hợp cùng thiên địa, pháp tắc chi lực mới có thể cảm nhận được. Vũ Diễm ung dung nói, trí nhớ của làng tựa hồ bay tới thời điểm xa xưa, khi đó làng vẫn hay là một tiểu cô lương, cha mẹ giáo huấn như thế nào cảm giác pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt đã vài vạn năm, cha mẹ qua đời, làng thậm chí ngay cả dung mạo cha mẹ đều rất khó nhớ. Thời gian tuế nguyệt tẩy lễ, những ký ức tốt đẹp kia đều biến mất vô tung. Nhìn Nhiếp Ly xếp bằng ở tảng đá, Vũ Diễm cười nhạt một tiếng. Nhiếp Ly không biết khi nào mới có thể cảm ứng ra một tia yếu ớt quang minh chi lực, nói không chừng mấy tháng vài năm cũng không có khả năng càng lâu. Cảm ứng cái kia một tia bạch quang ấm áp cho ta. Nhiếp Ly dựa theo lời nói Vũ Diễm kiên nhẫn cảm thụ được, hắn cảm giác mình lâm vào một vô cùng vô tận trong bóng tối. Ở đằng kia bóng tối một tia quang điểm tựa như ngọn lửa ấm áp, một cảm giác ấm áp tràn đầy toàn thân. Cái này là quang minh pháp tắc chi lực sao? Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, tiếp tục dốc lòng đi cảm thụ sự hiện hữu của nó. Chỉ nhìn thấy cái kia màu trắng quang điểm tụ tập ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng. Nhiếp Ly dường như lâm vào một vòng quay của một cái thái dương. A, Nhiếp Ly hét thảm, đột nhiên mở mắt. Hắn hiện tại nóng đến không chịu nổi, toàn thân bị lửa thiêu, tranh thủ thời gian thả vào bên trong hắc tuyền. Xì xì xì, hắc tuyền nước tiếp xúc với Nhiếp Ly sau đó nhanh chóng bốc khói thành một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Vũ Diễm còn tưởng rằng mình có thể yên tĩnh mà tiếp tục tu luyện pháp tắc chi lực, không nghĩ tới mới một hồi Nhiếp Ly đột nhiên như phát điên, lớn tiếng kêu, thả người nhảy vào hắc tuyền. Chương 199, từng tia. Lữ thần tỷ tỷ, ngươi sẽ không gạt ta à? Nhiếp Ly cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nhanh chóng mát xuống, lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thật đáng sợ, trong lòng hắn vẫn sợ hãi. Ta làm sao có thể lừa ngươi, chúng ta trước kia đều như vậy, cảm thụ phạm pháp tắc chi lực. Vũ Diễm cau mày có chút không vui nói ra, nàng không rõ Nhiếp Ly rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Nhiếp Ly đã thất bại? Có thể cảm ứng đã thất bại, nhưng toàn thân cũng không giống như hỏa thiêu trực tiếp nhảy xuống nước. Được rồi, Nhiếp Ly tay áo khoát ra phiền muộn mà nói, người nói tại vô tận bóng tối đi cảm thụ kia từng tia ánh sáng. Đúng vậy, Vũ Diễm gật đầu nói, chính là như vậy mới có thể cảm ứng được quang minh pháp tắc chi lực. Người nói từng tia a? Nhiếp Ly phiền muộn nói. Là từng tia, Vũ Diễm nói ra, cái phương pháp cảm thụ này tuyệt không sai. Năm đó làng cũng như vậy, không ngừng tu luyện mấy chục năm mới cảm ứng được một tia lực lượng hỏa chi pháp tắc. Ta thấy cái kia không phải từng tia, quả thực giống như là thái dương, ánh mắt của ta đều mù mất rồi. Còn cảm thụ được ấm áp cũng sai, các người giống như rơi vào lò lướng, thiếu chút nữa đem ta thiêu chín, làm ta sợ muốn chết. Các người tu luyện pháp tắc chi lực thật quá nguy hiểm. Nhiếp Ly trong lòng sợ hãi nói, vừa rồi thái dương nóng rực thật, đem muốn hắn nóng chảy lướng. Nhìn Nhiếp Ly, Vũ Diễm trên mặt hiện lên nét thần sắc quái dị, lâm vào trạng thái ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Ly tuyệt cùng làm cái quái gì? Rất nhiều người cảm ứng pháp tắc chi lực, mặc dù tiêu tốn mấy chục năm thời gian mới có thể cảm ứng từng tia, cũng phi thường không tồi, coi như trời sinh thần thể chi nhân. Chỉ sợ rằng cảm ứng mất vài năm thời gian, nhưng Nhiếp Ly lần thứ nhất cảm ứng không phải từng tia quang minh pháp tắc, mà rõ ràng cảm ứng được một thái dương nóng bỏng. Truyền thuyết thời điểm quang minh linh thần tu luyện đến mức tận cùng, xác thực có thể vận dụng thái dương lực lượng nóng bỏng. Mỗi một lần cảm ứng đều đắm chìm bên trong liệt dương nóng bỏng. Nhưng mà Nhiếp Ly bây giờ mới tu luyện pháp tắc chi lực đã liền. Vũ Diễm Lữ Thần cũng hiểu được đầu óc có chút không đủ dùng. Nhiếp Ly hồi tưởng lại vừa rồi loại tình huống quả thật có chút nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng bởi vì cảm nhận được pháp tắc chi lực cường đại. Nguyên lai cái thế giới này là do pháp tắc chi lực cấu thành, nhân loại chi lực chẳng qua được coi là trụ cột tu luyện. Nhiếp Ly đắm chìm trong hắc tuyền chậm rãi lý giải cấu pháp của pháp tắc chi lực. Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay tạo thành minh văn thần bí, từng sợi nhỏ quang minh hệ
minh văn tại trong lòng bàn tay chảy xuôi. Nguyên lai đây mới chính là bản chất của pháp tắc chi lực. Nhấp ly kiếp sợ, những chảy xuôi này, minh văn chảy xuôi đã chứng minh bản pháp tắc chi lực cũng không phải tự nhiên ra đời, mà là một vị đại lang cấp sáng tạo đem vị thần bí minh văn phủ đầy toàn thế giới cứng rắn chế định lại một cái quy tắc. Những minh văn này tràn ngập toàn bộ thế giới giống như không khí, khó trách thần cách vũ diễm lứt rồi còn có thể chậm rãi ngưng tụ. Vũ diễm chính là ở chỗ này, một chỗ thiên địa hỏa chi pháp tắc, và chi pháp tắc chính là vũ diễm. Lúc ngưng tụ đến một lượng nhất định liền tạo thành vũ diễm. Theo lý thuyết, kiếp trước Nhiếp Ly muốn đột phá đến phía trên truyền kỳ cảnh giới nhất định phải tu luyện pháp tắc chi lực, nhưng bởi vì thế giới này đã bị toàn bộ pháp tắc chi lực bao phủ, giống như là một cái lồng cực lớn, tất cả mọi người bị nhốt bên trong. Mà Nhiếp Ly bởi vì trùng hợp tiến nhập vào thời không yêu linh chi thư, tiếp xúc hoàn toàn công pháp tu luyện mới, rồi từ cái thế giới này thoát ly đi ra ngoài. Nhìn minh văn trong lòng bàn tay Nhiếp Ly, bên trong gần chứa quang minh pháp tắc chi lực lóng bỏng, Vũ Diễm còn tưởng rằng chính Nhiếp Ly là người sáng tạo ra, khiếp sợ không thôi. Nhiếp Ly thời gian ngắn như vậy cũng đã nắm giữ quang minh pháp tắc chi lực, đây thực sự là khó có thể tưởng tượng. Vũ Diễm không biết là những minh văn này Nhiếp Ly giải cấu từ bên trong pháp tắc chi lực. Bản pháp tắc chi lực kỳ thực là một cái minh văn mà thôi. Một vị siêu cấp đại lăng bố trí xuống thế giới này, thực lực của vị đại lăng này khả năng so với thời kỳ đỉnh phong của Nhiếp Ly còn cường đại hơn nhiều. Pháp tắc chi lực hay vẫn là có ý tứ. Nhiếp Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe phụt một tiếng, bên trong tay phải của hắn bao phủ một mảng quang đoàn màu trắng. Cái này là quang đoàn màu trắng có giống như là hỏa diễm tinh linh bình thường, càng không ngừng nhảy lên. Có ánh sáng liền có hắc ám, đối lập hai loại minh văn giải cấu ra hẳn cũng tương đối nhẹ nhõm. Nhiếp Ly thầm nghĩ, hắn tiếp tục tu luyện đi cảm ám hắc ám lực lượng. Vô biên trong hư không, lời lạnh giá và yên tĩnh, bóng đêm đen tối nhất. Thời gian dần qua, Nhiếp Ly hoàn toàn chìm đắm chính giữa lực lượng hắc ám chi lực lồng đậm. Chứng kiến Nhiếp Ly không nói một lời nào, lại tiếp tục tu luyện pháp tắc, Vũ Diễm Lữ Thần trong nội tâm có chút cảm khái. Trăm ngàn năm, làng còn là lần đầu tiên đụng phải một người thiên phú như vậy. Tại thời điểm ngắn như vậy có thể khống chế quang minh pháp tắc, thật khó có thể tưởng tượng Nhiếp Ly tương lai tu luyện đến trình độ gì, vượt qua thời kỳ đỉnh phong của quang minh linh thần sao. Vũ Diễm Lữ Thần lại tiếp tục tu luyện. Thời gian dần qua, Nhiếp Ly chậm rãi giải cấu ra hắc ám chi lực. Dù sao, bất kể là quang minh pháp tắc chi lực hay là hắc ám pháp chi lực đều vẹn vẹn thấp hơn thiên đạo chi lực một cấp, cũng liền so với linh hồn lực muốn cao thâm hơn một điểm mà thôi, nắm giữ cũng không phải chuyện khó khăn. Sau một lúc lâu, Vũ Diễm Lữ Thần đột ngột mở mắt, khó mà tin nhìn về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tay trái chậm rãi mở ra, phù một tiếng, tay trái hắn bốc lên một chùm sáng màu đen, giống như màu đen là chùm hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy lên. Ánh sáng tối sầm lại, Nhiếp Ly lâm vào thật sâu suy tư, không biết vị cường giả sáng tạo ra pháp tắc chi lực rốt cuộc ý đồ gì. Tại trong thế giới này, tu luyện pháp tắc chi lực mà nói, xác thực có thể đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Nhưng có một loại lực lượng như vậy tồn tại, lại làm cho thế giới này triệt để phong bế. Mặc dù tu luyện tới thiên mệnh, chỉ sợ không có đủ lực lượng đến mức phá tan kết giới pháp tắc tiến vào thế giới khác. Nếu như kiếp trước không được thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly cũng không có cách nào phá tan kết giới pháp tắc tiến vào một thế giới khác. Được rồi, tạm thời không nói những thứ này. Nhiếp Ly không ngừng vuốt vuốt quang ám hai loại pháp ám chi lực, làm cho nó biến ảo thành một loại hình dạng. Có pháp tắc chi lực này bên thân, coi như đối mặt với một ít siêu cấp cường giả cũng có thể một ít thủ đoạn đối kháng. Phía trên hắc tuyển, Vũ Diễm ánh mắt ngây ngốc nhìn Nhiếp Ly. Giờ phút này là hoàn toàn không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Có người rõ ràng lần thứ nhất liền cảm ứng ra quang minh pháp tắc, lần thứ nhất cảm ứng như thái dương nóng bỏng, hơn nữa cảm ứng được cũng chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ, liền biết làm thế nào khống chế vận dụng quang minh hắc ám chi lực, càng làm người ta muốn đau đầu đâm vào chết. Khống chế vận dụng quang minh chi lực xong, gia hỏa này bắt đầu đồng thời khống chế hắc ám pháp tắc chi lực. Gia hỏa này là người sao?
vũ diễm vài vạn năm chưa qua, thấy ai người như nhấp ly, đồng thời khống chế cùng vận dụng pháp tắc chi lực của quang ám. Nếu như có thời gian, nhấp ly có thể phát triển tới trình độ nào, vũ diễm cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi. Trên thế giới đồng thời khống chế hai pháp tắc chi lực hầu như chưa từng tồn tại qua, hơn nữa còn là hai loại quang ám pháp tắc chi lực, hai loại pháp tắc chi lực nằm trong 10 thứ hạng đầu. Vũ Diễm giờ phút này tâm tình khó có thể bình phục, nàng thực tưởng rằng nhiếp ly ít nhất phải vài thập niên mới có thể cảm ứng ra từng tia quang minh pháp tắc chi lực, không nghĩ tới nhiếp ly nhanh như vậy có thể đạt tới trình độ này. Vũ Diễm có chút buồn bực nhìn nhiếp ly, mặc dù sống vài vạn năm, Vũ Diễm cũng tránh không khỏi ghen tức vì tốc độ tu luyện của nhiếp ly. Nhớ năm đó làng tu luyện đã phế đi bao nhiêu tuổi xuân, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Nhiếp ly ngẩng đầu nhìn về hướng Vũ Diễm, phát hiện thần sắc Vũ Diễm có chút không đúng, nghi ngờ hỏi: "Lữ thần tỷ tỷ, người làm sao vậy?" "Không, không có gì." Vũ Diễm thanh âm dừng lại một chút. "Kỳ thật, đây hết thảy không phải là..." Nhiếp ly có tốc độ tu luyện cường đại. Tại trong suy nghĩ của đám người Vũ Diễm, pháp tắc chính là quy tắc thiên địa. Bọn hắn hoàn toàn đánh mất suy nghĩ cùng khả năng tìm hiểu, mà Nhiếp ly thì ngược lại. Nhiếp ly đứng trên cao, dùng thị giác để phân giải cấu trúc của pháp tắc chi lực, cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ pháp tắc chi lực, nắm giữ quang ám hai loại. Ít nhất là truyền kỳ cảnh giới cũng có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc thi triển ra một chiến kỹ cường đại. Dù sao cấp độ pháp tắc chi lực so với linh hồn lực muốn cao hơn rất nhiều. Nhiếp ly bên trong hắc tuyền không ngừng tu luyện, khắp nơi dùng hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể cùng linh hồn hải. Thời điểm tu vị rốt cuộc cũng xảy ra lột xác, từ hoàng kim tứ tinh tấn cấp lên hoàng kim ngũ tinh. Quả nhiên, một khi tu luyện lực lượng bất đồng, tu vị tăng lên cũng không phải trước kia có thể so sánh, tựa hồ hắc kim cấp cũng không xa. Nhiếp ly âm thầm nghĩ, nếu có thể tu luyện tới hắc kim cấp, dựa vào các loại thủ đoạn của chính mình, thì coi như đối mặt với truyền kỳ cấp cường giả, nhiếp ly cũng có thể có lực bảo vệ mình. Tấn cấp đến hoàng kim ngũ tinh về sau, nhiếp ly cảm giác được hổ nha hùng miêu tựa hồ lại có năng lực mới, bởi vì hổ nha hùng miêu trong bụng đã có hắc ám quang minh hai loại năng lượng, có thể đồng thời một tay thi triển hắc ám lượng, một tay thi triển quang minh lượng. Một khi hai loại lực lượng này công kích trên một người sẽ bộc phát gấp mấy lần, mấy chục lần quy lực. Nhiếp ly chuẩn bị dùng năng lực đặc thù này khai phát ra một loại chiến kỹ hoàn toàn mới. Về phần ảnh yêu linh, nhiếp ly phát hiện lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc chi lực đối với ảnh yêu linh tăng lên rất lớn, có thể cho ảnh yêu linh hư hóa thời gian càng dài, ẩn nấp hiệu quả càng mạnh, càng thêm khó phát hiện. Ảnh yêu linh tựa hồ là tu luyện ra chiến kỹ càng ngày càng mạnh. Nhiếp ly một mực cúi đầu trầm tư. Phía trên hắc tuyền, Vũ Diễm lặng yên nhìn nhiếp ly, bộ dáng như có vẻ suy nghĩ. Nhiếp ly lúc trước nói có phương pháp có thể giúp làng cải tạo thân thể, làng còn nghi ngờ không tin, nhưng vừa rồi nhận thấy nhiếp ly dùng tốc độ nhanh như vậy nắm giữ quang ám hai loại pháp tắc, làng cũng có chút tin tưởng. Bất quá thời gian tiếp theo,